Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hiện tại thì mình lại đang có mặt trên cửa hàng Yamaha nha các bạn. Và hôm nay thì mình tiếp tục lên cửa hàng để mình cập nhật thông tin mới nhất về 4 cái màu sắc mới của Yamaha sẽ được ra mắt và khi nào sẽ được về đại lý. Và mình sẽ cập nhật về giá bán mới nhất của các mẫu xe hiện tại đang có bên cửa hàng vào giá là cuối tháng 10 nha các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ cập nhật tất cả các bạn một thông tin là chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì sẽ hết chương trình khuyến mãi của mẫu xe Yamaha Exciter nha các bạn. Đó thì chương trình khuyến mãi như là tặng 1.500.000 đồng. Với chương trình quay số trúng thưởng, trúng mẫu xe MT15, trúng laptop và trúng điện thoại Samsung thì sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10 nha. Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật thông tin mới nhất về chiếc xe Exciter 150 ở 4 cái màu sắc mới cho các bạn. Như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình thì đây chính là chiếc xe ở phiên bản màu sắc là màu đỏ trắng mới nhất cho các bạn. Đó, đây là những cái màu sắc được gọi là phiên bản giới hạn của Exciter 150. Đây là những cái màu sắc hoàn toàn mới cho các bạn. Và mẫu xe này thì sẽ được về cửa hàng vào đầu tháng 11 cho các bạn. Đó, và những hình ảnh này thì vẫn được quay ở tại cái thời điểm ra mắt tại Long An thôi. Và về giá bán thì đang được bên Yamaha có công bố cái mức giá bán ở mức giá đề xuất là 47.990.000 đồng cho các bạn. Đó, với mức giá đề xuất. Còn khi về cửa hàng thì sẽ có một cái mức giá khác, có thể là giá cao hơn ở mức giá đề xuất hay có thể thấp hơn nha các bạn. Nên là các bạn có thể đợi đến đầu tháng 11, chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì mẫu xe này sẽ về cửa hàng, thì mình sẽ báo giá lăn bánh để cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Đối với 4 màu sắc ở phiên bản giới hạn này thì cũng không có thay đổi gì về động cơ hay về thiết kế nha các bạn. Chỉ thay đổi về màu tem thôi nha các bạn. Đó, chứ không có khác gì là về động cơ hay là nâng cấp về cái gì cả nha các bạn. Đó, như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình thì đây là một cái màu xám xanh nha các bạn, với lại màu đỏ trắng, với lại một phiên bản là màu xanh rêu, với phiên bản là xanh dương cam. Thì 4 màu sắc này thì đều là 4 màu sắc ở phiên bản giới hạn và sẽ được ra mắt vào đầu tháng 11 tới khi mà về đại lý nha các bạn. Và 4 màu sắc mới của Yamaha Exciter 150 được ra mắt thì cũng là một niềm vui và cũng là một nỗi buồn nha các bạn. Niềm vui ở đây là sẽ ra mắt 4 cái màu sắc mới để cho tất cả các bạn có một cái sự lựa chọn khác với cái màu sắc nó thể thao hơn và nó đặc biệt hơn nha các bạn. Và nỗi buồn ở đây chính là về cái phiên bản này thì vẫn chỉ thay đổi về màu sắc mà thôi và không được thay đổi về động cơ hay là về thiết kế. Thì mình biết rằng là các bạn đang mong chờ cái sự nâng cấp của mẫu xe này hơn là thay đổi về màu sắc. Về động cơ ở 4 phiên bản mới này thì vẫn được sử dụng cái khối động cơ là SOHC hộp số 5 cấp và công suất tối đa là 15,4 mã lực cho các bạn, không có thay đổi gì hết, và trọng lượng vẫn là 116 kg. Đó, và các bạn có thể thấy là về cái sự phối màu ở phiên bản mới này nó sẽ khác nha các bạn. Nhìn rất là đậm chất thể thao và đẹp mắt hơn so với các phiên bản trước đây nha các bạn. Đây, còn các phiên bản ở đây các bạn có thể thấy là đây là một màu xanh dương cam các bạn, nhìn rất là đẹp với cái tem là một cái màu cam với lại một cái màu xanh dương nha các bạn. Đó, một cái tông màu rất là đẹp ở phiên bản mới này. Thì tất cả 4 cái màu sắc mới này thì sẽ được về cửa hàng vào đầu tháng 11 tới, là chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Và cũng chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì đã kết thúc cái chương trình mà mua vua con tay tặng ngay phí trước bạ. Và sẽ có chương trình quay số trúng thưởng là trúng mẫu xe MT15 hay là trúng điện thoại Samsung hay là trúng laptop nha các bạn. Đó, thì kết thúc cái tháng 10 này sẽ kết thúc toàn bộ những cái chương trình khuyến mãi của mẫu xe Yamaha Exciter ở phiên bản 150. Và chúng ta sẽ chờ đợi nha, chúng ta sẽ chờ đợi một cái chương trình khuyến mãi khác chắc chắn sẽ có trên phiên bản Exciter nha các bạn. Đó, thì cái chương trình mà tặng 1.500.000 với lại cái chương trình mà quay số trúng thưởng thì kết thúc vào tháng 10 rồi, thì chắc chắn tháng 11 sẽ có một chương trình khuyến mãi khác dành cho Exciter. Thì các bạn có thể đợi chờ vào đầu tháng 11 để có cái chương trình khuyến mãi khác dành cho dòng xe này nha các bạn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cập nhật về giá xe Exciter 150 hiện tại đang có bên cửa hàng nha các bạn. Và về giá bán là ở cuối tháng 10 để cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. Đầu tiên chính là chiếc xe Exciter 150 ở phiên bản màu sắc là Duso. Đó, đây là một cái màu sắc các bạn có thể thấy là nó rất là cá tính và đẹp nha. Với cái tông màu là một cái màu xanh xám, bánh sau màu xanh và cái bánh trước là màu đen nha các bạn. Ở phiên bản Duso này hiện tại đang có giá là 45 triệu, đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số nha các bạn. Đó có nghĩa là bao giá lăn bánh luôn là 45 triệu. Và tiếp theo đến phiên bản màu sắc là Monster Energy. Hiện tại thì mình thông báo luôn là các dòng xe của Exciter 150 các bạn đã ngừng sản xuất rồi. Và đối với 4 cái màu sắc mới này thì chỉ gọi là thay màu tem thôi nha các bạn, chứ không phải là sản xuất mới đây đâu. Nên là rất nhiều các bạn nói là đã ngừng sản xuất rồi và tại sao bây giờ vẫn còn. Đó thì mình thông báo cho các bạn hiểu như thế nha. Phiên bản Monster Energy thì hiện tại cũng đã ngừng sản xuất rồi. Và về giá hiện tại là 46 triệu, bao giấy tờ và phí biển số nha. Và tiếp đến chính là phiên bản màu trắng đỏ, là cũng có giá là 45 triệu, bao giấy tờ và phí ra biển số. Còn phiên bản màu đen nhám thì có giá là 46 triệu các bạn, thì bao giấy tờ và phí ra biển số. Còn đối với phiên bản màu xanh GP hay là phiên bản màu đen cam thì hai cái màu sắc này thì đều có mức giá là 45 triệu, đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số các bạn. Với là mình cập nhật giá ở đây là giá đã bao giá lăn bánh rồi. Các bạn chỉ cần trả đúng cái số tiền mình cập nhật thôi, là không phải trả thêm bất cứ số tiền nào nữa nha. Còn đối với phiên bản màu đỏ nhám
phiên bản này thì hiện tại đang có giá là 46 triệu nha các bạn. Theo như mình cập nhật về giá bán mới nhất ở cuối tháng 10 thì đối với dòng xe Exciter 150 hiện tại chỉ có hai mức giá nha các bạn, là 45 và 46 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số rồi nha các bạn. Còn chương trình trả góp thì các bạn hiện tại các bạn chỉ cần trả trước với số tiền là 20% giá trị của xe thôi là các bạn có thể là mua được mẫu xe Exciter 150 nha các bạn. Đó, với cái điều kiện thì các bạn chỉ cần có cái độ tuổi là trên 18 tuổi, có chứng minh nhân dân với lại bằng lái xe. Các bạn nào mà không có bằng lái xe thì các bạn có sổ hộ khẩu nha. Chỉ cần có chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu và tuổi trên 18 tuổi và trả trước 20% giá trị của xe là các bạn có thể mua được mẫu xe Exciter 150 nha các bạn. Với cái thời gian trả góp là từ 9 tháng, 12 tháng, 15, 18 tháng nha các bạn. Và các bạn cũng có thể chọn cái mức là 24 tháng luôn. Đó, rất là nhiều cái mức để các bạn có thể lựa chọn nha. Và về giá bán ở cuối tháng 10 thì cũng không có thay đổi các bạn, vẫn là 45, 46 triệu. Bởi vì là chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì đã hết cái chương trình khuyến mãi của Yamaha khi mà mua Exciter rồi, là tặng 1 triệu 500 phí trước bạ. Và hết cái tháng 10 này thì sẽ có 4 cái màu sắc mới của Exciter thì sẽ về cửa hàng các bạn. Và 4 màu sắc này thì cũng gọi là phiên bản giới hạn. Và hiện tại đang có rất là nhiều các bạn thắc mắc rằng là tại sao mẫu xe này thì lại được ra mắt thêm 4 cái màu sắc mới, trong khi đó lại không nâng cấp và ra mắt cái phiên bản 155 VVA thì chính thức đã được chạy thử nghiệm bên đường phố của Malaysia. Thì theo như thông tin mình cập nhật được, có thể là dòng xe Exciter 150 hiện tại còn rất là nhiều các bạn, còn rất là nhiều. Và nếu như tung ra phiên bản mới ở thời điểm hiện tại thì các mẫu xe 150 này sẽ không bán được các bạn. Đó nên là có thể rằng bên Yamaha sẽ thay đổi một lần cuối cùng trước khi cho ra cái phiên bản 155. Là các bạn có thể chờ đợi nha. Đây các bạn, đây là cái đoạn clip mà mẫu xe Exciter 155 đã được chạy thử bên đường phố của Malaysia. Thì mình đã đăng tải rất là nhiều rồi. Và đây là những hình ảnh có thể nói là chính xác nha các bạn, chứ không phải là đồn thổi nữa. Và mẫu xe này hiện tại thì đã được chạy thử nghiệm và sản xuất rất là nhiều rồi, và chỉ cần đợi thời gian ra mắt nữa thôi nha các bạn. Và mẫu xe này thì sẽ được ra mắt vào đầu tháng 1 của năm 2021, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nha các bạn. Và về màu sắc thì cũng đã lộ diện về màu sắc là phiên bản màu đỏ đen, màu đen nhám đó các bạn, với lại phiên bản màu trắng đỏ, với lại phiên bản màu xanh GP nha các bạn. Đó, lộ diện những hình ảnh có thể nói là chính thức từ bên Yamaha, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa được cho ra mắt bởi vì là mẫu xe Exciter 150 còn quá nhiều. Và tại sao bốn màu sắc đó được gọi là phiên bản giới hạn? Bởi vì là sẽ sản xuất ra số lượng rất là ít cho các bạn, chỉ có thể gọi là kích cầu thôi. Đó, để tăng cái nhu cầu mà mua mẫu xe Exciter 150 thôi nha các bạn. Đó, để có thể là bán hết cái dòng xe đó thì sẽ thay đổi cái màu tem thôi, để có thể bán hết một cái dòng xe Exciter 150 ra thị trường. Và mẫu xe 155 thì sẽ được ra mắt vào đầu năm 2021. Đây là các bạn nào mà đam mê các phiên bản 150 có thể mua ở thời điểm hiện tại, hay là chờ 4 cái màu sắc mới ra để mua. Và các bạn nào mà đam mê dòng xe Exciter 155 và đã chờ đợi rồi thì các bạn nên chờ đợi vào tháng 1 của năm 2021 nha. Đó, khi các bạn xem clip của mình, các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh nha, để được theo dõi những cái clip cũng như là thông tin mới nhất của mình. Và mình sẽ đăng tải thông tin liên tục hay là cập nhật về giá xe mới nhất để cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua clip của mình nha. Và cái clip này thì mình sẽ dừng ở đây thôi. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này của mình.